Ngày 26 tháng 12 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành đã tổ chức chương trình thu giỏ chai đổi quà Tết tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Với điểm khởi động là huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, sau khi chương trình diễn ra thành công tại khu vực miền Đông và Tây Nguyên. Với 15 giỏ chai, bà con đổi được một ký đường, 25 giỏ chai đổi một bình rửa chén, 250 giỏ chai đổi một thùng bia và hai ký giỏ gói thuốc đổi một ký đường. Năm nay, dự kiến lượng giỏ chai thu gom là 835.000 giỏ chai và 120.000 giỏ gói thuốc, tương đương khoảng 50 tấn rác thải. Toàn bộ số giỏ chai ba cạnh và giỏ gói thuốc sau khi thu gom sẽ được công ty Tân Thành tiêu quỷ đúng quy định. Đây là năm thứ 12 chương trình thu giỏ chai đổi quà Tết, đồng hành cùng bà con nông dân mỗi dịp Tết đến xuân về. Bên cạnh góp phần giảm lượng rác thải nông nghiệp ra môi trường, chương trình còn kêu gọi người dân cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời thông qua đợt thu gom này rất nhiều phần quà tết ý nghĩa được trao cho bà con để cùng vui xuân đón tết